Kính thưa quý vị, cuối cùng sau vừa tròn 3 tháng dẫn cuộc hẹn cuối tuần, tôi đã phát hiện nhiều bí mật của showbiz. Mọi thứ không đơn giản như cách chúng ta nghĩ. Có những câu chuyện từ rất lâu rồi, bây giờ tôi mới biết sự thật. Hôm nay tôi sẽ kể hết cho quý vị. Khoảng gần 30 năm trước đây, sân khấu âm nhạc khi ấy chị Thanh Lam xinh và hát hay. Chị là một trong những người nổi bật nhất, show diễn ở khắp mọi nơi. Đúng lúc đó thì một ca sĩ trẻ bắt đầu nổi lên. Cô này xinh đằm thắm, tóc dài thướt tha kiểu Hà Nội. Tên cô là Mỹ Linh. Cô Mỹ Linh này thì lại hâm mộ đàn chị Thanh Lam và hai người bắt đầu chơi với nhau. Nhưng không hiểu sao một ngày, chị Thanh Lam lại xui Mỹ Linh cắt tóc ngắn. Mày thử cắt tóc ngắn đi. Tao cho mày xem cái ảnh cái cô này này. Mà mặt cô giống Linh lắm. Cắt thử xem có khi lại hay đấy. Sao lại dễ tin người thế nhở? Chị Mỹ Linh nghe lời Thanh Lam mới cắt tóc ngắn đi thật. Nhưng mà cắt xong mới biết rằng là ca sĩ mà tóc ngắn thì rất khó chọn bài hát. Ví dụ như thời đấy thì tóc ngắn thì chỉ có thể hát Tóc Gió Thôi Bay. Nhưng bài đấy thì Trần Thu Hà đã hát rồi. Mà thời xưa thì chưa có chuyện cướp hit của nhau như bây giờ. Thế là chị Mỹ Linh đành phải đội tóc giả để hát. Hát bài Học Sinh Mặc Áo Dài, bài Chị Tôi, còn gì nữa. Thế là chị ơi, xuống bông hoa. Chị Tôi mà để tóc tém thì thật sự là hoa gạo cũng khó mà rụng được cái chứ. Mỹ Linh buồn lắm, về mới kể với chồng, nhạc sĩ Anh Quân rất là nổi tiếng và tài năng. Anh Quân mới an ủi và làm hẳn một album lấy tên là Tóc Ngắn để tặng vợ. Và đây cũng là một điều hy hữu, bởi vì trên thế giới này chẳng có ca sĩ nào lại lấy đặc điểm hình thể của mình ra để làm ca khúc cũng như là tên album cả. Vì sự độc đáo đó thì ca khúc cũng như là album này đã làm mưa làm gió trên thị trường ca nhạc Việt Nam và định hướng luôn cả thời trang, làm đau đầu các vị phụ huynh. Nhiều người nổi tiếng hâm mộ Mỹ Linh cũng bị cuốn vào trào lưu này, trong đó có một chàng trai đặc biệt. Ồ, chị Mỹ Linh ca sĩ đúng không ạ? Chị ấy hát hay nên dân đá bóng đã khen, bọn em mê lắm. Em cũng là một fan. Chân em to như thế này nhưng mà chân chị Mỹ Linh còn to hơn chân em. Cũng vì body như thế cho nên là giọng hát của chị rất là tuyệt vời. Chị có bài gì nhỉ? Bài về mùi, à mùi hương ngọc lan. Đấy, hồi ở Barca là em nghe suốt. Xong rồi khi sang Paris thì em nghe đến bài Tóc Ngắn. Năm 2011 em thích bài này quá đến nỗi là em gạt lệ cắt béng mái tóc dài của em đi luôn. Xong không hiểu ai nói gì mà chị Linh chị biết, chị cảm động lắm. Thế là chị ký tặng em vào áo thi đấu. Đây chính là chiếc áo mà em sâu ra khi ghi bàn, có chữ ký của chị Linh đấy. Nói thì bảo mê tín chứ hồi cắt tóc ngắn xong em đá hay hơn hẳn. Mọi người còn bảo em là cắt tóc đẹp dai hơn. Không phải ai cắt tóc ngắn cũng thành công và đẹp dai hơn như là Messi. Tùng Dương thì đã từng nổi tiếng với Sao Mai Điểm Hẹn. Có một mái tóc dài kiểu dễ che, trông đầy cá tính. Nhưng cuối cùng nghe bài Tóc Ngắn nhiều quá, lại chơi thân với chị Thanh Lam, nên đã cắt trụi đi mái tóc của mình.